3-4 ngày gì đó, rồi mình chích ngừa rồi xong nó hành sốt cũng 3-4 ngày nữa cũng nghỉ. Bây giờ mới bắt đầu mình đi sửa lại, thì giờ mình đi quay á, là ông anh của mình đi gắn mấy bao mai đầu của chiến khoan 42 á, thì giờ mình nói chung là cũng hơi khỏe được tí rồi, thì quay cho mấy anh em xem, chứ thật ra thì mình cũng chưa có đi sửa nữa đó. Thì có gì xíu vô tới chỗ thì mình sẽ quay cho mấy anh em xem nha, cái quá trình mà ông anh mình làm ở chiến khoan 42 nha anh em. Nói chung thì giờ vẫn còn mệt, vẫn còn nóng lạnh đó anh em, thì mình cũng gắng đi quay cho mấy anh em, chứ bỏ tên hôm nay cũng hơn tuần lễ rồi. Rồi ok, có gì xíu nữa mình vô quay cho mấy anh em xem nha. Nhưng mà sửa chặt cái này coi rồi không lên nước hả? Số 10 hả? Yếu quá, sẵn tao nâng cấp lên mút đồ tao phả bằng này nè. Chào bà con, cái nước này là cây nước 42 giờ cũng có đào 42. Rồi yếu giờ chủ nhà đang ngập lụt, chủ nhà đến làm bằng đổ bằng với nền nhà bằng với nền này nè, nâng cao lên cái đoạn này à? Cao hơn tí rồi, đây nữa, đây nè, giờ cây lên giờ đây dù cái này là dùng Đồng Tháp quá tài ngập rồi, cái quyền hội giống Đồng Tháp quyền hội mà giống như Đồng Tháp vậy hả? Mênh mông luôn, bên ngập ở trên giờ nâng lên 42 chẳng máy yếu đậu lên hai đầu luôn nha. Đang xài một nửa cá sấu gắn lên con hai đầu Hưng Thịnh. Giờ máy vẫn đang nó bị cũng bị cháy nè, chứ không có gì giờ sửa là tốn kém quá, giờ lên cho mạnh luôn. Chứ nên làm cho nó có mạnh hơn cái cái gì? Ủa sớm giờ dài cái gì vậy? Rồi cột gạch dời bé đó, mua ống, khúc ống thiếu không? À đem lại để cho nó luôn hả? Hả? Sao thấp vậy hả? Thấp hơn kia đó. Giờ đợi chắc gạch tới nữa. Là thằng kia là nếu anh muốn dời cao lên là bằng cái mặt lưu đó, cao hơn tí mặt lưu đó. Bằng mặt lưu này nè. Sao này sửa chữa được á. Ừ. Đang nấu ta cắt nhà không, nếu có cắt chùm vô đây không? Không biết nữa. Có cắt chùm nhà vô đây không? Chùm nằm trong nhà luôn hả? Không, chỗ này không có chùm, nằm trong nhà, nằm ngoài. Đổ rồi gần bằng này luôn á, bằng đó luôn. Đúng rồi, nó cao lên nữa. Cao cái gạch lên nữa. Nãy giờ chắc gạch không á, cột gạch chất lên thôi, chưa cao nữa. Nó cắt trong đó vừa giờ mới bỏ nó. Ủa có cái này có đường đi đâu nữa ta? Bỏ đường này luôn. Bỏ đường đi. Anh bỏ hết đi, anh làm lại như cái đường mới hết đi. Hiệu tốt không ta? Không, cái hiệu càng giỏm anh cắt càng ngon à. Còn hiệu tốt cắt chất quất à. Ngon rồi. Không biết sao kỳ vậy. Cái kéo giờ mua cái kéo 100 mấy cắt ống 42 phải không? Mà anh mua cái kéo 60 mấy ngàn cắt ngon hơn 100 mấy à. Có mắt có mà lụt. Cái gì cục vậy? Thấy rồi không ổn ha. Mình mua vậy cái vụ mắt ổn ha. Mắt còn đi làm mình nhớ vụ mắt làm xa thì bỏ quên. Mắt không thở không mắt. Cái đó không? Ủa?
rồi. Ủa anh? Không có cây nữa ta. Hả? Ba người cái nắm với phụ cái mấy tên gì quên rồi ta. Hả? Hả? Thanh 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 hả? Ơ ơi. Hello. Dài chứ à. Tao tùng đào đâu cây nào kìa. Khúc đó mới nói sao gì vậy? Nói trước. Nấu người ta ấm. Đâu đo ai? Nước nè. Đo ai? Hai mét mấy không? 2 mét à? 2 mét. Ống là ống cũ đó, nó tự tận dụng sai, nó đỡ chút đi. Rồi, nói chút. Rồi vậy nói ống đó đó hả? Hả? Nói ống đó luôn hả? Không, nói ống đó mà nông ống này mà đừng nói ống đó. Nông bật ống ngoài nè. Nóng ngon, nó tét hết. Này cái nước 42 nha anh em. Gắn motor Hưng Thịnh 2 đầu nha. Thì motor này mình gắn cũng nhiều rồi. Đó, thì nay quay lại cho mấy anh em xem. Không gà bận kệ cũng trẻ nên nghỉ á nè. Xịn là tới 6 triệu chứ mấy hoặc là ống nhỏ. Bây giờ thì phải vậy đó. Vậy đâu. Dán ấy, coi. Ừ. Phải đập hộp nha em. Đập hộp mấy bơm. Có tôi thấy không? Thấy. Thấy hả? Đập hộp có 2 đầu chữa lửa cái máy chữa con nước 42 thử nha. Bây giờ cái nước 42 tao tính bỏ rồi. Nước cũ cũ chứ xài ngon, không có phèn. Phèn, nước hồi xưa nước tốt lắm. Cứ bỏ uổng quá để mình cần được xài. Nào ấy người ta đóng nước cũng máy rồi, nhưng qua xài cũng nó tốn cũng nhằn luôn. Đóng cái nước mới thì xài máy này đi vô rồi bây giờ trước tiên bỏ ra 2 triệu mấy trước đi thử đây tận dụng coi có được chút nào không. Dục đâu, dục vô về làm giảm. Giảm. Đồ, đồ gì đồ dục. Ở nhà mà không có chuyện làm, nằm thử chút xíu rồi biết. Ừ. Tự nhiên cái nó mệt hẳn. Bữa tôi nằm tôi nói những ngày cũng nhật ngủ cũng nghỉ vô đã nằm biết. Người nó ngu ngu sao đâu. Cái gì? Ấy chưa? Hả? Sao nó không thọt? Múc chung luôn nè. Có nước cho nó. Chế miếng thịt trộn lên ngót đi. Đâu?
Máy quạt gì? Quạt máy hả? Đâu đâu không không cái đó không có được, quấn lên không có được. Biểu hộp ống có hai này nha, cái lớp B 42 đàng hoàng nha, chứ với 49 nha bà con, cái nó cũng chín nha. Xíu nó điện lại. Thử ra vô. Đang làm. Ừ. Thử ra. Lọt không? Cũng tạo này có gì sao đi. Sao không xuống này? Hử? Ừ, không xuống đi. Chúng nó bây giờ. Không xuống được đúng không? Bay được vậy? Bay được vậy? Nó bỏ. Giờ hình. Mà hình như xuống được nó bay không? Xuống được bay không? Nó xuống con rồi. Thì nhóc. Cái gì vậy? Lòng lắm. À, học hỏi cách nạo gờ rồi nha anh em. Để nhiều khi cái gờ với bự sâu quá không biết làm sao hết trơn. Làm cái mỏ nha. Này làm gì nữa? Nó thiếu, sợ không đủ, nói là ra thêm chút. À nó thiếu chiều dài phải không? Cái chỗ dễ làm không làm nữa, cái chỗ khó làm. Kê đúng không? Đi chỗ này nè. Có chân vua nữa. Đó. Cuốn nền ngay ganh á. Cái đọc này hả? Hai miếng khác nhau. Này bên này cái đường đi cái đường hở này hả? Có đầu hở này chút phải không? Cái đường này là bên dưới phần bên này là của em. Theo cái đường gạch này chứ gì? Đây đường gạch đó. Này nằm trống rồi. Anh nằm cái nó ngay chốc luôn rồi đó. Lắc kéo qua đây chút. Nha. Kéo qua đây nè. Hả? Kéo qua đây nè. Đâu có kéo qua đó nằm bên bển sao? Nằm bên đó. Bên nhà. Cái đọc tao đóng rồi đó. Bên đâu cũng trong nhà chứ á. Nhưng mà cũng như là của em cho em qua bên đây cho bên đó là bố cô hai em. Nhớ là ấy đi. Gạo của ngoài em sửa, bố em sửa rồi, cũng như qua nhà em sửa. Ổng là ổng có nhà rồi sửa ở đâu. Chỗ tại tao ở mà. Lừa thì biết bà ở rồi mà làm vậy đi cho nó dễ. Tao ở nhiêu đó. Vô ngoài nè. Rồi. Không có chung lại. Rồi để nắp vậy là vợ lưu để cho lưu ha. Để cho nghe cái lưu đó.
Cái mua tưa hả? Ừ. Vậy hả? Vậy về cái lưu nước. Xây bức tường trong nằm trong nhà hả? Cái này là trong nhà hay là ở ngoài? Xây tường ngoài nha. Nhưng mà cuốn đòi nặng bút khỏi cái đừng cho nó tràn qua em á. Ngay đây nè, con cái diện ngay cái nào con đứng đó, con kéo xích qua đây đi cho tận nó có đường về nè, kéo xích qua đây được rồi. Kéo cái đường này đó, hả? Bên đây, anh cứ nghe em để bên đây đây, để nghe cái lưu đó đi. Vô chứ, vô không vô. Của em xài mốt em như em muốn nói ống nó diện bên nhà em làm dễ. Vô miếng mỡ bò là vô. Tại nãy xuống gòn rồi. Làm gì mốt khó. Cái lu này nè. Còn cà phê nó có lên ở đây rồi nó xài. Ờ, xuống đó, xuống đâu, xuống đâu, kệ nó. Nó xuống, nó không có xuống đâu. Nói chung mà cha nó chìm vô. Còn nó xài nước thì đồng hồ của nó vô. Mỗi đứa nào nó xài đi, đâu có cho chung trà gì. Tính đâu. Hay cầu vậy. Lát nữa anh đóng cái cây á, lấy xong cái cột lại luôn. Chọn được để cái bộ như này. Như nè. Không phải nhát mà là kỹ, là kỹ theo cái vụ kỹ điện. Điện chứ anh giỡn cái nó. Anh mà khi nào anh thấy? Anh thấy điện mà dạng như ba pha đó. Lúc đó rồi anh mới thấy ngán điện. Anh làm ngồi đi rồi mình làm sao? Cái vít đó mà để vô một cái là rủi cái vít luôn á. Chứ đừng nói mình. Nó bấm điện chứ mà ấm thì quét nó liền hả? Cái chỗ này thì che lại chứ như vậy rồi nào qua. Bữa nó dở hết giờ chia. Vô ta dở ra rồi bỏ cái này hết, tôi lấy tôn mới cho để tôn lên nhựa nhà vậy. Thôi, ô, còn lấy cuộn băng keo sắp hết. Tôi không tâm nó keo gì nó có dính đâu không đưa không. Chê á. Em băng keo đó không như vậy? Chê như vậy ấy. Keo là nâu quấn dính sát lẻ mà kia này quấn thế. Cô mấy cô gồng hết còn. Dùng băng ba băng keo ký băng keo dạt á mà keo gì đâu không có đó bị chết đó. Như bị chết keo quá, nó dày quá con bỏ cái này nha cháu. Dạ để lát con làm nè cho nó đi vô đây nè lần nào cháu ơi chưa cho nó vô đây mình cho nó qua đó nữa rồi nó vô ngay đây nó để nó đi đây. Đó giờ điện sống nó chập thì nó xe nó chỉ rồi chưa hề dám. Cái này khỏi gắn chỉ nát luôn rồi này. Gì? Coi tâm heo phải không? Còn nhỏ quá chứ lên trước cùng lâm chứ. Ông 21 hả? À 21 rồi khỏi gắn. Lâm chân với cái nước bỏ ở chỗ nào nó giật hay gắn chỗ đó. Bích chích luôn rồi, không trào nước ra đó. Thank you.
ra mạnh liền như vậy. Anh nó bốn hai lên vậy được ha bà con. Giờ bỏ ra 50 triệu thì gắn máy ngựa nó lên cũng vậy thôi chứ không. Không. Giờ bỏ ra bây giờ nước là cũng 6 triệu máy rồi, nó gửi rồi. Bây giờ nếu mà chạy ngựa nó ra cũng tới đây à. Ừ. Này hai ngựa bà. Nấu cơm ăn được luôn á. Không phải ăn nha. Nước sạch. Nhà này ngựa có chạy gì? Nhà ngựa nước cơm luôn á. Chỉ là vợ chuồng heo, chuồng bò, với ngựa xe. Rồi chào tạm biệt anh em cái rồi cái nước này thế luôn. Cái chơi khen gì mình lưỡng chửi không? Mình quay nha. mình lưỡng chửi cho biết. Rồi mình kết thúc video nha anh em. Anh em có ý kiến gì xin hệ mình nha.